Thưa quý vị, những năm qua mức sống được nâng cao, vì vậy phương tiện đi lại cũng ngày càng tiện nghi và hiện đại. Người dân sở hữu ô tô cá nhân ngày càng nhiều. Vào thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp đại lý kinh doanh ô tô cũng chạy đua kích cầu, mua sắm bằng các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu hấp dẫn. Ngay từ đầu tháng 10 và tháng 11, hàng loạt hãng sản xuất đại lý kinh doanh ô tô bước vào cuộc đua với chương trình khuyến mãi giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, khiến thị trường trở nên sôi động. Về tình hình kinh doanh của các hãng xe tại Bà Rịa Vũng Tàu trong những tháng cuối năm có nằm trong dòng chảy của cả nước hay không? Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính phủ đã tạo cơ hội như thế nào để kích cầu tiêu dùng cũng như hỗ trợ ngành sản xuất xe hơi trong nước? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 10 năm 2020, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu Việt Nam là 81.000 chiếc, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Và trong tháng 11 năm 2020, có khoảng 13.080 xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu Việt Nam. Theo đánh giá của doanh nghiệp kinh doanh và phân tích của các chuyên gia kinh tế, từ cuối tháng 6 năm 2020, sự hỗ trợ của chính phủ thông qua các chính sách giảm thuế, phí đã khiến thị trường ô tô trong nước bắt đầu tăng trưởng, kéo giá xe hạ xuống, từ đó kích cầu tiêu dùng. Vì vậy, nửa cuối năm 2020, bức tranh thị trường này trở nên khởi sắc và sôi động hơn và tăng trưởng mạnh mẽ hơn, mặc dù tình hình dịch COVID-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng triển khai các gói tín dụng với lãi suất có phần giảm nhiệt cho khách hàng vay mua xe. Một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất chỉ từ 6,9 đến 8,2% năm. Điều này đã giúp người tiêu dùng dễ dàng mua xe và giúp cho doanh số bán hàng của các nhà sản xuất và showroom tăng hơn. Theo đó, tình hình kinh doanh ở các hãng xe tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng ghi nhận tín hiệu rất khả quan. Là một trong những thương hiệu ô tô được yêu thích nhất hiện nay, bởi không chỉ mang tinh thần Việt mà còn nhờ chất đức, dáng ý đầy quyến rũ. Những ngày qua tại các showroom của VinFast, số lượng khách đến tìm hiểu và đặt cọc mua xe tăng đột biến, nhiều nơi gấp 2-3 lần so với đợt cuối tháng 10. Đây cũng chỉ là xu hướng thường thấy vào thời điểm cuối năm, khi khách tăng tốc mua xe phục vụ nhu cầu đi lại mà còn bởi những chương trình ưu đãi tốt nhất sắp kết thúc. Nó vừa túi tiền của mình và cái vận hành nó cũng tham khảo trên mạng thì thấy nó cũng ok. Chạy trong thành phố thì rất là xoay chuyển, rất là thuận tiện. Rồi chạy cũng êm hơn. Khách hàng chọn lựa Freedeal vì mẫu xe này được trang bị đầy đủ tính năng an toàn mà trước đây các xe hạng A không có. Ngoài ra, Freedeal còn cho cảm giác lái tốt, cách âm ổn, nhiều công nghệ, tính năng và trang bị. Kể từ đầu tháng 11, VinFast đã chính thức áp dụng bảng giá mới, cộng gộp các ưu đãi vào giá xe nhằm tối ưu quy trình, đơn giản hóa thủ tục khi mua xe cho khách hàng. Cụ thể, mã tri ân 80 triệu đồng hoặc 120 triệu đồng sẽ được trừ luôn vào giá bán của Plus A.20 và Plus SA2.0. Song hành cùng chất lượng và an toàn vượt trội, chính sách giá tốt và chăm sóc khách hàng cực tốt của VinFast cũng góp một phần không nhỏ giúp tăng doanh thu. Cũng do dịch bệnh Covid ảnh hưởng cũng khá nhiều. Tuy nhiên những tháng cuối năm này thì VinFast đã có những cái chương trình kích cầu cũng như là những cái chương trình giảm giá đặc biệt cho khách hàng. Nên là cái lượng xe bán ra cũng cao hơn khá nhiều. Thì VinFast đang có 3 cái gói chương trình. Thứ nhất là nếu mà khách hàng mua xe bằng tiền mặt thì sẽ được VinFast hỗ trợ 10% tiền mặt. Còn cái gói thứ hai, khách hàng trả 30%, 70% ngân hàng sẽ hỗ trợ và sẽ được miễn phí 2 năm không lãi suất. Và cái gói chương trình thứ ba là chương trình chi phí tối thiểu thì khách hàng chỉ đóng cái khoản tiền rất thấp, khoảng chừng 20%. Là có thể lấy được xe về. Cụ thể là với cái dòng Freedeal thì khách hàng chỉ cần đưa 68 triệu là có thể cầm xe về nhà được. Ngoài ra ưu đãi 50% trước bạ của cả 3 dòng xe Freedeal Plus A.20 và Plus SA2.0 cũng sẽ tính luôn vào giá bán. Đặc biệt khách hàng sở hữu xe VinFast sẽ được miễn phí gửi xe 6 tiếng một lần tại Vincom và Vinhome. Riêng dòng xe Plus được VinFast áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 165.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, cùng dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7. VinFast không chỉ là thương hiệu ô tô quốc dân với chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi vượt trội, mà còn có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng tốt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.
Những chính sách linh hoạt này không chỉ giúp người tiêu dùng sở hữu xe với mức giá rất tốt, mà còn hỗ trợ rất nhiều cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe. Trong 2 tháng, tháng 10 và tháng 11 năm 2020, VinFast duy trì sức bán ấn tượng. Cả 3 mẫu xe Fadil Plus A.20 và Plus SA2.0 đều đứng đầu các phân khúc nhờ chất lượng vượt trội và chính sách bán hàng hậu mãi đẳng cấp. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai luôn nằm trong top những hãng xe được khách hàng sẵn sàng lựa chọn khi muốn tìm mua một chiếc ô tô cho riêng mình, đáp ứng tiêu chuẩn về sự bền bỉ, tiết kiệm và độ tin cậy. Có trụ sở chính tại số 611 quốc lộ 51, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hyundai Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ phân phối đến khách xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, cung cấp dịch vụ thay thế phụ tùng chính hãng, bảo hành, bảo dưỡng xe theo tiêu chuẩn của Hyundai toàn cầu, mà còn đem đến cho khách hàng chất lượng sửa chữa xe hàng đầu trong khu vực, trong và ngoài tỉnh. Cơ sở hạ tầng của công ty được xây dựng hoàn toàn mới theo tiêu chuẩn tiên tiến nhất của Hyundai, từ khu trưng bày sản phẩm, văn phòng, khu dịch vụ bán hàng đến khu nhà xưởng, sửa chữa bảo trì và bãi đầu xe. Trong cái dòng này thì nhiều người họ đi, họ nói trước với mình rồi, máy móc ổn định, giá cả ok, hợp lý, khu nắp sình của nó cũng tự động nhiều. Nói chung mấy nhân viên ở đây thì họ rất là nhiệt tình, rồi họ cũng chăm sóc khách hàng tốt. Đa số khách hàng mua xe lần đầu phân khúc A là lựa chọn ưu tiên bởi giá bán dễ tiếp cận. Đây là một trong những phân khúc xe sản xuất lắp ráp trong nước chiếm ưu thế so với các dòng xe nhập khẩu. Mẫu xe chiếm cảm tình người dùng ở phân khúc này có thể kể đến Hyundai Brand i10. Tại Việt Nam, trung bình mỗi tháng Hyundai bán khoảng 1.400 xe Accent và gần 1.100 xe Brand i10. Hiện tại là chính phủ Việt Nam đang có cái chương trình kích cầu, đó là giảm 50% phí trước bạ dành cho xe ô tô nhập lắp ráp trong nước. Thì song hành với điều đó thì Pishimoto Hyundai Việt Nam cũng như là đại lý Hyundai Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Ví dụ như là mình có thể kể tới là cái chương trình là mua xe Hyundai, trúng xe Hyundai. Đây là cái chương trình mà áp dụng ở tất cả các điểm bán hàng trên cả nước của Hyundai. Còn đối với đại lý Hyundai Bà Rịa Vũng Tàu thì đang áp dụng song song cả chương trình dành cho kinh doanh và dịch vụ. Thì đối với kinh doanh thì bên em đang có một số cái chương trình là giảm giá trực tiếp tiền mặt cho khách hàng chọn những cái sản phẩm xe hoặc là những cái gói mà ưu đãi về phụ kiện, những cái gói mà phụ kiện làm đẹp xe. Và đối với khách hàng dịch vụ thì những khách hàng mà có ngày sinh nhật trong tháng 12 này khi mà ghé Hyundai bên em thì cũng đã được tặng rất là nhiều cái phần quà có giá trị. Ngoài ra thì gia tăng thêm là cái phần là giảm chiết khấu phần trăm trên phí nhân công bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cũng như là thay thế lắp đặt phụ kiện chính hãng. Tạo nên sự thành công của Hyundai là nhờ sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố: thiết kế đỉnh đạt, trẻ trung, tính năng tiện nghi hiện đại, cao cấp, hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc, đặc biệt là mức giá hợp lý, hệ thống bảo dưỡng, dịch vụ luôn làm hài lòng khách hàng. Thưa quý vị, Peugeot thương hiệu đã mang chất Pháp đi toàn thế giới và ghi đậm dấu ấn của sự sang trọng lịch lãm nhưng không kém phần phong cách qua nhiều thế hệ đam mê xe ô tô tại Việt Nam. Với việc ra mắt Peugeot 3008 mới cùng với hệ thống phân phối 3S tiêu chuẩn áp dụng trên toàn quốc của Thaco, Peugeot đã và đang đem đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm cao cấp bởi các sản phẩm và dịch vụ chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu với các dòng sản phẩm được ưa chuộng trên toàn cầu. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với showroom của Peugeot tại thành phố Bà Rịa, nơi khách hàng luôn gửi gắm niềm tin vào sản phẩm và chất lượng dịch vụ của thương hiệu mang phong cách châu Âu này. Khu vực trưng bày xe của showroom tại Bà Rịa Vũng Tàu có diện tích gần 300m². Đội ngũ nhân viên của showroom Peugeot tại Bà Rịa Vũng Tàu được đào tạo bài bản và có phong cách phục vụ chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tư vấn sản phẩm, bảo hành và bảo dưỡng xe theo các tiêu chuẩn của thương hiệu ô tô đẳng cấp châu Âu. Tất cả showroom 3S của Peugeot sẽ bao gồm các chức năng trưng bày sản phẩm, sale, thực hiện dịch vụ, service và cung cấp phụ tùng chính hãng spare parts. Theo đó, xưởng dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu được trang bị đầy đủ các thiết bị, máy móc, chẩn đoán hiện đại cùng đội ngũ nhân sự lành nghề nhằm mang đến dịch vụ chuyên nghiệp nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất cho khách hàng. Mua xe được hơn 2 năm rồi và cái dịch vụ thì thấy rất là tốt.
Sau khi mình bảo dưỡng xong thì cũng có nhân viên gọi để mà chăm sóc, hỏi là cái sau phần mà bảo dưỡng nó có tốt hay không, rồi hỏi thăm rồi xe chạy sau khi sửa chữa cái đó thì nó có còn hư nữa hay không. Mà có một cái đặc điểm rất là tốt là khi mà bữa trước mình có bị một lần ở đang chạy trên đường thì xe nó báo lỗi hệ thống, thì mình có gọi lên hãng thì hãng cũng cho xe tới sửa chữa và đưa xe mình trực tiếp từ đó tới hãng luôn. Mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà sử dụng xe và lái xe trên đường vì nó rất là an toàn. Thì nhân viên trong khách hàng rất tốt và rất cởi mở và giải thích những cái mà chúng tôi cần. Cho nên chúng tôi cũng mến và chúng tôi có quyết định là mua xe này. Nhìn chung thì tôi chỉ biết được rằng là nó hiện đại và những trang bị nội thất hay mọi thứ đều thông minh, rất tốt và theo những sở thích của chúng tôi. Khách hàng Peugeot tại thị trường Việt Nam được trải nghiệm đầy đủ quy trình dịch vụ theo tiêu chuẩn Peugeot toàn cầu và thụ hưởng trọn vẹn 4 quyền lợi đặc biệt từ chương trình Peugeot Care được hãng xe Pháp thiết kế riêng cho khách hàng. Nằm trong chương trình điều chỉnh đồng loạt giá bán, các thương hiệu Peugeot của Thaco hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về nỗ lực thúc đẩy kinh tế, trong đó có thị trường ô tô, sau giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chính sách giá mới đã giúp Peugeot trở thành một trong những thương hiệu xe châu Âu có mức giá dễ tiếp cận nhất trong phân khúc, mang đến cơ hội cho những khách hàng yêu thích thương hiệu châu Âu sở hữu mẫu xe sang trọng, đẳng cấp, chất lượng với giá thành tốt nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập và gia tăng sự cạnh tranh hiện nay, sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và chất lượng dịch vụ của thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng. Và đây cũng là bí quyết để giúp các doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, giữ vững vị thế trên thị trường. Đến đây thì chương trình Nhịp sống kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Chương trình được phát trên kênh BRT vào lúc 7 giờ 40 phút thứ Bảy hàng tuần. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.